Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft, rồng sinh tồn. Và bữa giờ thì mình chuyển sinh thành rồng rừng xanh cũng một thời gian rồi. Thế nhưng mà mình chưa có một cái trận chiến nào với chủ nhân của cái thanh kiếm mà mình hay dùng hết. Chắc là sẽ rất là căng đây. Tại vì đó là một trong những con boss mà mình đánh giá là rất là mạnh trong thế giới rồng sinh tồn này. Bữa nay thì chắc mình sẽ qua bên đấy và đại chiến với con boss đó thêm một lần nữa. Thế nhưng mà trước khi đi thì để mình chuẩn bị một số việc cần thiết cho công việc ngày hôm nay trước cái đã. Bữa giờ thì mình cũng săn rồng khá là nhiều và mình gom được cũng một mớ cái xương rồng rồi nè. Và những cái xương rồng này thì mình hoàn toàn có thể nén lại thành những cái khối xương rồng và giúp mình có thể làm ra được những cái lò luyện rồng. Dạ, và hôm nay mình sẽ làm thật là nhiều khối xương này để xây dựng lên cái lò luyện rồng đó thôi. Ok, what the heck? Ủa sao golem nhà mình lại đánh mình? Ủa mình chưa đụng đẩy gì golem nhà mình luôn á. Ok. Này thì láo. Trời ơi, golem phản chủ rồi. Ủa mình có đối xử ngược đãi gì golem à? Trời ơi, chắc là ở trong đây hoài cái stress á, cái sao mà chuyển sang quýnh mình luôn. May là mình trâu á, không là chắc cũng đi rồi. Vảy rồng lửa thì mình cũng không có nhiều lắm, nhưng mà chắc cũng đủ để mình làm ra một vài cái gạch rồng ấy. Nên là giờ mình cũng sẽ tranh thủ chế tạo một ít nè. Làm thêm một ít gạch nữa để kết hợp với khối vảy rồng thì mình sẽ làm được một cái lõi rồng rồi nè. Bây giờ thì mình cần thêm một cái amber tua nữa. Đây, công thức của nó là như vậy. Đấy, sơ qua thì mình đã có những thứ thiết yếu rồi. Sắp tới thì chỉ cần chịu khó đi săn thêm vảy rồng nữa là được. Tại vì mình còn thiếu khá là nhiều gạch rồng để lắp đầy một cái lò luyện rồng ấy. Và cái chỗ luyện rồng thì chắc mình sẽ đặt phía sau cái chỗ ở của mình. Này thì cũng rắn. Đập mấy cái ổ rắn ra đi. Và cái chỗ luyện rồng thì mình sẽ đặt ở hướng bên này. Để có gì rồng sẽ khà lửa từ bên đây nè. Khà lửa qua bên này ha. Như vậy thì sẽ an toàn hơn, tránh việc khà lửa xong rồi cháy cái chỗ ở của mình nữa thì mệt. Đầu tiên là đặt 4 khối xương ở 4 góc nè. Sau đó tới gạch rồng ở đây. Nhưng mà giờ mình chưa có gạch rồng nên mình sẽ thay thế bằng những cái gạch thường đi. Kế tiếp đến là một cái lõi. Rồi tới cái amber tua. Đây, gắn vào. Trên cùng thì cũng là 4 cái khúc xương rồng thôi, khối xương rồng thôi. Đấy, phần còn lại là mình sẽ thay thế bằng những cái gạch rồng trong tương lai nữa là ok. Nhiệm vụ chính của mình sẽ là săn thật là nhiều rồng để lấy vảy á. Tính sơ sơ qua thì mình cần thêm cỡ 17 cái khối vảy rồng nữa thì mới đủ cơ. Hiện tại thì mình có 9 rồi. Chắc chỉ cần một chuyến đi săn kiểu may mắn thôi là mình có thể đủ số vảy rồng mang về á. Còn bây giờ thì đã tới lúc để mình lên đường và đi tìm kiếm cái thanh niên Ignis chiến binh ở dưới địa ngục rồi. Ê, nhưng mà bữa giờ mình làm rồng rừng, thế nhưng mà mình chưa có làm cái đèn hiệu cho rồng rừng đúng không ta? Ồ, như vậy thì quả thật là một cái thiệt thòi. Mình sẽ lấy cái đèn hiệu lại mới được. Ok, hình như đèn hiệu mình để trong cái hang động. Đèn hiệu hình như mình vứt ở trong này hay sao nè. Ờ, chính xác rồi. Mình sẽ cần một khối chuyển sinh mới và kết hợp với cái đèn hiệu này để tạo thành cái đèn hiệu rồng. Rồi từ cái đèn hiệu rồng này mình phải kết hợp thêm với một khối kim cương. Cũng khá là đắt ấy, nhưng mà không sao. Đánh đổi lại thì nó sẽ cho mình thêm một vài cái hiệu ứng rất là tốt đối với rồng rừng luôn. Đây. Đầu tiên là cho mình hiệu ứng, coi coi mình đặt xuống mình té tở. Kích hoạt lên cái. Rồi, cho mình hai hiệu ứng lận. Thứ nhất là hiệu ứng Forest Magic. Hình như với cái hiệu ứng này thì mình sẽ không còn bị sợ bóng tối nữa. Rất là thích hợp cho những cái trận chiến ở những nơi tối tăm, chẳng hạn như là địa ngục. Và thứ hai là hiệu ứng có tên là Anti-Predator. Mình sẽ tránh cái sự xuất hiện của những cái con kiểu chuyên đi săn lùng mình á. Nhưng mà bữa giờ thì mình không gặp nó luôn, nên là bây giờ có thêm hiệu ứng này chắc khó lòng mà gặp được nó đây. Vậy cũng tốt. Rồi, và đi test thử coi. Coi coi lúc mình xuống hang động các thứ mà không có cắm đuốc cho sáng lên á thì mình sẽ ra làm sao ha. Đây, kế nhà mình có cái hang nè. Ủa đâu rồi? Ủa mình nhớ gần đây có cái hang mà ta. Ủa đúng không? Mình... À đây đây đây, cái hang bên đây lận. Ồ, con này láo. Hít thở tới độc của mình đi. Láo nháo là cho hít độc đi. Rồi, xuống hang cái. Đó, bây giờ mặc dù mình xuống hang thế nhưng mà mình vẫn không hề mất đi cái thanh ánh sáng kìa. Và không bị dính hiệu ứng stress luôn. À, khá là hay luôn đó nha. Thì cũng mèo.
Rồi, giờ thì đã tự tin để chúng ta có thể bước qua địa ngục và chiến đấu rồi. Nhưng mà bây giờ xuống địa ngục có vẻ khá là khó khăn với mình á. Tại vì mình không có khả năng miễn nhiễm lửa giống như là rồng hang động lúc trước. Nên là chỉ cần bất cẩn thôi là mình sẽ bị nhung nham đốt khá là đau luôn nè. Được cái này thì mất cái kia thôi. Oh my god. Ở dưới kia là con quỷ lửa. Ôi ôi ôi, nó làm gì mình á? Mình sẽ phun độc nó. Ôi, như đây là con quỷ lửa đột biến. Ủa, nó tan xác rồi. Ôi, mặc dù là con quỷ lửa đột biến thế nhưng mà hít phải cái độc từ hơi thở độc của mình á cũng sẽ tan xác thôi. Ui. Ấy, mà mình không nhặt được cái que của nó là sao ta? Ồ, không biết nó sẽ rơi ra món đồ gì ha. Tại đồ nó ngẫm xong cái nó lọt xuống dung nham mất rồi. Mình không có lặn xuống dưới được đâu, mình đâu có kháng lửa được. Ồ. Ghê phết. A few moments later. Thánh thần thiên địa hội ơi. Đây là con Hublin. Ôi, cái con heo ở dưới địa ngục bây giờ nó cơ bắp gì á. Rồi, nhưng mà nó lộ xuống dung nham rồi. Wow. Cái con này mà bắt về làm thú nuôi chắc ngầu lắm á. Hay mình có nên giải cứu nó không ta? Nhìn nó cơ bắp kiểu gì á. Ui, nhưng mà nó hung lắm nha. Được ấy. Để coi còn con nào khác gần đây không. Đã thiệt sự. Ôi, còn con nữa nè. Đó, các bạn coi kìa, tướng nó lực lưỡng lắm. Thánh thần ơi, cái này đấm mình phát lúc mà mình là rồng con chắc đi luôn quá. Để mình coi thử coi nó đấm mình mất bao nhiêu máu. À, mất có nửa máu à. Ok, chắc tại mình trâu quá. Nhưng mà nhìn nó ngầu thiệt. Bắt về luôn. Không biết khi mà về thế giới thường của mình thì nó sẽ thay đổi như thế nào nữa. Nhưng mà cứ bắt về trước đi ha. Ui, phía đằng này có mấy cái hồn ma nhìn gì thấy ghê vậy. Thấy ghê quá. Cho nó hết độc đi. Này thì hồn ma nè. Và những tên hồn ma đó thì chỉ rơi ra các linh hồn cho mình thôi. Cuối cùng thì mình cũng đã tìm ra được cái đấu trường lửa rồi. Nó nằm tít ở góc này à. Tí nữa thì mình đã bỏ qua rồi đấy. Ôi, nhưng mà hình như mình bất cẩn rồi. Mình không có mang theo cái lửa để lắp vào cái chỗ trung tâm rồi. Quên đem theo cái tro. Thôi được, để mình xuống tầng dưới để mình chiến đấu với mấy cái con canh gác ở dưới để mình lấy cái tro lại ha. Không sao đâu, giờ mình đã mạnh hơn rồi. Mình đã tự tin hơn. Đây. Mấy cái con này lúc trước mình rất là vất vả để chiến đấu với nó nè. Giờ thì kích hoạt kỹ năng thợ săn lên trước để tăng tối đa sức mạnh. Nè. Rồi, giờ thì đợi thời điểm thích hợp thôi. Ui da, đánh hụt rồi. Tiếc chứ nhờ. Không sao, mình sẽ không bỏ cuộc. Mình sẽ thử phun hơi thở độc coi. Hơi thở độc có thể đánh bại được nó nha. Yes. Vậy là mình đã có được một cái trò đầu tiên rồi. Tương tự với tên này đi. Mình sẽ tiếp tục phun hơi thở độc. Ra là vậy. Dễ dàng vượt qua hơn rồi. Và mình đã nhanh chóng có được hai cái trò rồi ha. Và lần này thì để tăng cái độ khó lên, mình sẽ thử triệu hồi một lúc hai cái con boss luôn. Rồi coi như thế nào. Ôi, không được à. Hả? Hình như một lần mình chỉ được triệu hồi một con thôi hay sao á. Đâu, thử triệu hồi thêm con nữa coi. À, được nè. Ui, nó xiên lũng bụng mình. Ouch. Ây da, cắn vậy. Ui, hình như mình hơi chơi dại hay sao á. Mình triệu hồi hai con là hơi sai rồi. Ý, chủ động tấn công. Ouch. Hơi thở độc. Ui, khủng khiếp quá. Ouch. Bọn chúng toàn dùng đòn mạnh thôi. Mình phải nhanh chóng phản đam bằng hơi thở độc của mình mới được. Hít độc đi. Giờ mình đã biết bay rồi nên mình có thể né đòn được. Rồi, một tên đã chuyển đổi hình dạng rồi cơ. Tiếp tục là phun độc. Hên là mình bay được á, không là mình mệt đó nha. Nhưng mà cái năng lượng đồng của mình sắp hết rồi. Ý, hắn vẫn đâm trúng mình.
mạnh vậy? Ủa, cái tên kia cũng sắp biến đổi hình dạng rồi đó. Mình sẽ tranh thủ lúc này mình né đòn để mình hồi phục cái năng lượng rồng của mình lại cái đó. Căng rồi. À, mình có thể thử sử dụng những cái phi tiêu rồng xem. Không biết có xuyên qua được cái... Ồ, hắn né được. Hắn đã né thành công rồi. Cận chiến á. Cận chiến thử xem. À, cận chiến được nha. Nhưng mà không gây được nhiều sát thương cho lắm. Đã vậy còn bị đâm nữa. Thôi chẳng qua lúc này là mình chủ yếu là đợi cho hồi phục năng lượng rồng thôi. Né càng nhiều càng tốt. Nhất là những cái quả cầu mà nó màu tím nha. Đó là quả cầu mạnh nhất đấy. Trúng một phát là đi bán muối liền. Ui, căng thiệt. Vẫn là phong cách chiến đấu này. Nhưng mà mình sẽ cố gắng hạ gục hắn. Wow, coi kìa, cái lượng sát thương mà hắn dồn vô mình rất là cao luôn. Né. Ý là mình nhiều trái tim tới vậy rồi đó, không là chắc cũng mệt. Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển sang tiếp tục là cách chiến đấu dùng hơi thở. Ui, hắn dùng chiêu cuối kìa. Ui, né, chiêu cuối đó ghê lắm. Rồi, phun hơi thở độc. Rồi, hai tên đều chuyển đổi hình dạng rồi. Ui. Né nha. Ở dạng này trúng một đòn là mệt đó. Ừ, né được hết rồi. Mình có táo không? Mình nghĩ mình nên cần ăn táo để hồi phục lại mau hơn. Một tên đã gần bị đánh bại rồi. Cố lên nào. Tên nào? À, tên mất cái khiên là tên đang yếu máu nè. Né. Rồi, né thành công. Hơi thở độc. Ui, mình đã hạ được một tên rồi. Thành công. Giờ thì cần phải đáp xuống để lấy đồ. Ê, ôi, vừa đáp xuống là hắn xiên vô bụng mình. Hắn dính độc của mình khá là thốn kìa. Chắc cay lắm, hắn cay lắm. Này, mình sẽ tiếp tục phun độc. Wow. Có vẻ không ổn rồi. Hắn chuẩn bị dùng đòn cực mạnh hay sao đó. Ui, hên mày né được. Ui, lại là một đòn cực mạnh nữa. Mình nấp sau cái cột. Rồi, tiếp tục phun độc. Khiên hắn chỉ có thể chặn được đòn đánh thôi, chứ không chặn được hơi thở đâu. Mình sẽ phun độc xuyên qua cái lớp khiên của hắn luôn. Wow. Ây. Rồi hắn lại định làm gì đây? À, hắn vỡ khiên rồi. Dạ. Đây là thời điểm thích hợp để mình ăn táo để hồi phục lại. Ui, đau quá. Ui, hắn dùng tiệt chiêu cuối. Mình sẽ đứng gần để mình phun độc luôn. Ui. Nhưng mà cũng khá là nguy hiểm nha. Hắn đang dần chiếm lại ưu thế thôi. Ừ, hên. Hắn bay mạnh quá, bay dính vách tường rồi. Ui, hắn chuẩn bị tấn công. Né. Mình không ý được đâu. Nhiều khi chúng một đòn cái mình ngẫm cu tỏi luôn là mệt đấy. Công giá chạng đấy. À, và khi mà hắn mất cái lớp khiên thì hình như mình có thể dùng phi tiêu được rồi. Mình sẽ sử dụng phi tiêu của mình lên. Ấy, cái gì? Wow, một cái phi... Hắn chống chịu được một cái phi tiêu của mình. Ê, né đòn. Ok, né thành công rồi. Ui, hắn nhảy lên né nữa rồi. Sao có thể được như vậy nha? Rồi, không dùng phi tiêu được. Vậy là bắt buộc phải dùng hơi thở thôi. Ô. Một tí nữa thôi. Liệu rằng độc của mình có thể kết liễu hắn? Hơi thở rộng nè. Ý, hắn chết chưa? Ồ, chết rồi. Yay. Mình đã thành công, có thể đánh bại được hai cái con boss ít nít ở trong cái tòa tháp này. Ê. À, đây. Tưởng đâu đồ rớt xuống dung nham mà chứ. May là đồ vẫn còn nổi lên được. Và sau khi đánh bại hai con boss thì nó sẽ cho mình được tới tận 6 cái Ignitium Ingot lận. Khá là tốt nha. Rồi thêm một cái đĩa nhạc Symphony nữa nè. God of Place. Wow, quyển sách gì đây? À, đấm cấp độ 1. Thôi không tốt lắm. Rồi, như vậy thì mình đã thành công thử sức với hai con boss rồi ha. Đánh giá của mình thì nó vẫn là như vậy, vẫn rất là mạnh luôn. Ý là mình có thể bay để né đòn nó một cách dễ hơn rồi đó. Chứ mình mà kiểu đánh giáp lá cà thì mình không tự tin là có thể đánh bại được nó đâu. Tại vì sức phòng ngự và sức tấn công của nó thì rất là mạnh luôn á. Cái này thì không có mang về được hả?
Ok, không mang được gì thì thôi. Mình tính lượm mang về trang trí á, nhưng mà nó không cho rồi. Ok, giờ thì chắc mình sẽ lấy lại cái hiệu ứng từ cái đèn hiệu rồng, rồi sau đó đi về thôi. Ồ, bữa nay có một trận chiến kiểu như ta nói nó đã gì đâu á. Kiểu gặp mấy con mạnh mạnh ấy, đánh ti nó hơi căng thiệt, nhưng mà cảm giác đánh bại được nó thì khá là thích luôn. Trước khi trở về nhà thì mình sẽ ghé qua chỗ này để mình farm một ít cái con bít linh hung bạo để mình kiếm netherite mới được. Tại vì bữa nay mình cũng khá là cần những cái vụn netherite. Đấy, sẵn tiện biết đâu mình lại farm thêm được trái tim nữa nè. Ui giời, ăn luôn. Đây, mình sẽ ăn thêm hai trái tim này nữa. Mình đã lên được 45 tuổi rồi. Wow, nhiều khi bữa nay là mình lên được 46 tuổi luôn á. Đây, vừa nói có liền cho mình một trái tim luôn. Ăn một cái. Rồi, như vậy là bây giờ mình đã mắc tuổi luôn rồi đó. Đây là kích thước to nhất của mình có thể đạt được rồi. Về nhà thì công việc đầu tiên của mình đó chính là mình sẽ chế tạo ra full một cái bộ giáp netherite trước cái đã. Lúc đầu á, mình định tận dụng cái bộ giáp netherite cũ của mình nè. Thế nhưng mà độ bền của nó thì không được nhiều cho lắm á. Nên là thôi, mình làm một bộ giáp hoàn toàn mới đi, cho nó full độ bền luôn. Rồi mình sẽ đặt theo công thức như vậy. Được 4 cái foil. Ơ nhưng mà hình như mình hết kim cương hả ta? Thiệt luôn á hả? Ôi vậy thôi mình tận dụng nó với mấy cái đồ cũ của mình đi. Mình có cái nón với cái ủng kim cương cũ nè, không có dùng tới. Mình đem nó đi tách dòng cần hóa là có một cái món giáp như mới rồi. Này, cho nó vào. À, cái ủng có bảo vệ rồi, chắc mình sẽ không cần tách đâu. Ok. Giờ thì cho vào cái bàn ràng. Cho cái foil vào. Đó, nâng cấp thành đồ netherite thành công. Còn cái áo thì mình phải chế tạo nè. Cái quần cũng vậy luôn. Vừa đủ. Quần netherite, áo netherite. Cuối cùng thì mình sẽ cho những cái foil ignitium rơi ra từ những cái con boss ignit nè. Mình sẽ chế tạo thành một bộ giáp ignitium nha. Ồ, bộ giáp này mình nhìn có vẻ khá là đẹp luôn. Wow. Mà còn cộng cho mình khá là nhiều giáp nữa. Wow. Xịn thật. Mình sẽ treo lên cho các bạn dễ dàng ngắm hơn á. Chứ mình mặc vô thì nó không có tương thích với rồng á. Đây. Wow. Trời ơi, nó ngầu. Có hai cái sừng luôn á, giống như chúa tể địa ngục vậy á. Rồi vác thêm cái thanh kiếm này nữa thì... Ui dồi ôi. Đây là một set đó nha. Wow. Chất quá đi. Và để coi nào, bây giờ ví dụ mình mặc cái set giáp này thì mình sẽ thiệt giáp không ta? À, mình sẽ yếu hơn một giáp á. Tại vì cái nón của mình tới 5 giáp mà cái nón này thì chỉ có 4 giáp thôi. Nhưng mà đánh đổi lại thì nó sẽ cho mình khá là nhiều cái hiệu ứng buff luôn. Đầu tiên là mình có thể nhìn dưới nhung nham nè. Rồi có thể đi bộ trên nhung nham. Rồi bọn chúng khi mà đánh mình thì còn bị dính lửa nữa nè. Cái này còn có thể ghép với cánh cứng để có thể giúp mình bay luôn. Nếu như mình không là rồng thì mình có thể dùng cái áo này ghép với cánh cứng bay lượn một cách thoải mái luôn ha. Cũng khá là tuyệt vời đó. Cái này đáng thử nè, để mình mặc thử cái quần này vô coi. Coi bọn chúng đánh mình sẽ bị phản đam lửa như thế nào. Đây đây đây. Còn bọn chúng đánh mình thử coi. Đó. Đánh mình nhưng mà bị cháy cơ. Vừa cái bụng mình lắm. Ui, quá dữ luôn. Được đó nha, bữa nay có giáp mới chắc mình sẽ tranh thủ mình mặc mình đi khám phá. Biết đâu lại tăng nhân phẩm rồi mình săn được nhiều rồng hơn thì sao. Hồi nãy mình có bắt được cái thanh niên hút lin nhưng mà thú dữ á. Thế nên là bây giờ mình tính làm một cái lồng bé bé để mình thả thanh niên đó vô đây coi thử coi một khoảng thời gian hắn có bị biến đổi không. Tại vì bình thường hút lin mà sau khi lên thế giới thường á là sẽ trở thành cái con gì nhìn lạ lắm. Nên là mình cũng muốn thử. Đây, thả hút lin xuống. Ui mà có nào hút lin phá banh cái chỗ này không ta. Ui. Ủa chỗ này chật quá. Vậy là mình phải xây cái gì đó nó bự hơn thì mới chứa được hút lên. Ok. Bây giờ chắc là sẽ khá hơn rồi đó. Mình sẽ thử nhảy xuống đây. Rồi thả hút lên ra một cái. Ui ui trời 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 trời. Từ 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 từ. Như vậy thì cũng không ổn. Đây vậy là ok hơn rồi nè. Gắn cái tên vô một cái. U. Trời ơi hút lên mạnh quá. Ê, ê, đừng phá nhà tôi. Oh my god. Hút lên phá được lồng kính rồi. Như vậy thì không dùng lồng kính được. Tại vì mình tính dùng lồng kính để mình nhìn hút lên dễ hơn á. Dạ, căng người ta. Không biết như vậy thì
Hút liền có đập được không nữa trời. Áp lực thiệt luôn á. Ồ, như vậy có vẻ ngoan rồi nè, hết đập rồi nè. Trời ơi, mình có thú nuôi mới nè. Hút liền 6 muối. Ghê nha, ghê nha. Ý. Ôi. Ủa sao bị cháy vậy? Quên, mình mặc cái quần này nên là hút liền đánh mình, cái hút liền bị cháy. À ra vậy. Ok, cởi cái quần ra. Thôi đừng có đánh nữa, trời ơi. Đánh là bỏ vô nồi luôn bây giờ á. Lọc tính nóng đó giờ nha. Thôi, gào lại vậy đi, để có gì mình còn nhìn đồ được các thứ. Mà chắc không gắn thủy tinh vào được á, tại vì gắn thủy tinh cái hút liền thấy á, cái đập bể thủy tinh là mệt nữa. Chỉ cần thấy thôi là Hoplin có thể dùng những cú đấm cực mạnh từ cái to, tay to đùng này nè. Rất là căng luôn. Ui da. Cái gì đây? Vậy là sắp tới mình có thể vừa luyện thép rồng ở chỗ này, mà vừa có thể kiểu như là ngắm được những cái nhóc Hoplin tập gym trong này ha. Tướng đồ thì có chứ, nhìn cũng ngầu á, nhưng mà có vẻ vẫn không ngầu bằng mình. Okay. Còn bây giờ thì chắc mình sẽ trở lại với công việc khá là quan trọng trong ngày hôm nay nè. Đó chính là đi săn những cái con rồng hoang dã để mình lấy vảy rồng nè. Hey, cái nhà thờ đó quen quen. À mình nhớ rồi, đó là chỗ của mấy cái thanh niên mà cầm kiếm bye bye á. Kìa kìa kìa. Ủa sao nhìn thấy quen cực. Rồi lần này thì mình đã trở lại và lợi hại hơn lần trước rồi nha. Mình có thể dùng phi tiêu rồng của mình kết liễu liền. Ngoài ra còn có thể dùng hơi thở rồng độc nữa. Quét sạch bọn chúng nào. Úi xôi, rất là nhanh chóng luôn. Ồ, bọn chúng còn nuôi tê giác nữa. Ê, con nào mới bắn tê giác vậy? À, con này à. Người dám bắn tê giác hả? Ôi, tê giác sợ quá chạy luôn rồi. À, đây đây, con xương nữa nè. Này thì dám bắn tê giác. Tê giác cục xúc thiệt, hút một phát con xương đi luôn. Rồi, thôi mình sẽ tranh thủ vô đây coi coi lấy được miếng đồ nào không. Thì mình sẽ tranh thủ lấy về. Ồ, bọn chúng có cất một cái nón rùa ở bên trong nè. Ở đây còn cất một thanh kiếm nữa chứ. Thanh kiếm này sắc bén cấp độ 5 luôn. Một thanh kiếm khá là tốt đấy. Ui dồi. Ui, mình mới đập một cái rương ở trong này chứa cái đống đồ luôn nè. Tiếp theo thì mình sẽ đi sâu hơn vào cái what? À, con rồng này tự nập mạng. Ui dồi. Có một con rồng nó định cắn lén mình cơ. Chết tiệt thiệt. Thì ra ngươi chọn cái chết hả? Ừ, ngươi đợi đó đi. Mình sẽ dùng phi tiêu rồng để mình bắn nó. Ê, nó né được. Ê, chết tiệt. Lần này thì né hổ. Ui, đây là một trong những con rồng hiếm hoi mà nó chủ động nó tìm mình để tấn công á. Bây giờ mình sẽ dọn sạch kho đồ để mình có thể loot được cái xác con rồng này một cách thoải mái nhất. Không biết là được bao nhiêu vảy đây. 15 vảy. Ờ, có ít quá không vậy? Ờ, có đúng 15 vảy thôi. Cũng tốt, khởi đầu như vậy là ok rồi. Giờ mình sẽ bay vô trong cái chỗ nhà thờ lại cái đã. Hồi nãy đang tính vô nhà thờ thì bị nó ám sát à. May là mình còn phản ứng kịp. Ồ, bên trong này có quái vật nha. Để mình xử nó. Ui ui, cái tên này. Cái tên mà bắn cái đèn cày á. Cũng khá là nguy hiểm. Rồi, giờ thử lên trên nè. Lên trên nó còn có thêm rương các thứ đồ cho mình nữa. Chuông nữa nè. Sách sửa chữa luôn. Còn phía dưới này thì sẽ có Ripper điện. Nên là mình phải cẩn thận nha. Kẻo nó lại nổ cái đùn một phát nữa là xong ấy. Đồ văn tùm lum. Trong đây thì có rất là nhiều sách. Nhưng mà các bạn để ý nha, nó toàn là sách đập không nè. Đập 4, đập 4, đập 3, đập 5. Ồ, đằng kia còn có chiếc xe của cái thanh niên conductor. À, được. Trận chiến của những thanh niên thổi kèn. Ê, lên tấn công. Đúng rồi. Đây là tịch. Ui, hắn tóc biến rồi. À, người tóc biến hả? Hít hơi thở độc của mình đi. Ui, hắn có vật tổ trường sinh nữa chứ. Trời, xịn vậy. Trời trời, thanh niên kia bắn lần ra 3 mũi tên luôn. Đúng rồi, thổi kèn hắn đi. Wow, cái ban nhạc mình mang theo cũng ghê lắm á. Thôi nè. Thổi kèn một phát thôi là văng hơi bị xa luôn. Ok, để mình hỗ trợ cái nhạc công của mình cái đó.
Xử hắn. Rồi lên đi nhà công. Bữa nay cho nhà công gánh tem luôn. Ui trời, hắn bắn hết sọt nhà công của mình rồi. Trời ơi, còn cái tên hồi nãy thì rơi ra cho mình cái cây gậy ba ton tiếp. Trong rương thì chủ yếu là một ít cái ngọc lục bảo rồi thôi. Còn có phù thủy đồ núp trong này nữa nè. Ê, thêm vật tổ trường sinh nữa nè. Ủa bữa nay mình đi săn rồng chứ phải đi săn vật tổ trường sinh đâu ta. Có gì đó sai sai ở đây rồi đó. Nhưng mà bộ giáp mới này mình thấy nó không được được trâu cho lắm nha. Có vẻ là do mình chưa cường hóa ấy. Thế là kiểu như con rồng nó đánh mình quá trời thốn luôn. Các bạn có thấy vậy không? Ui cái gì đây? What the heck, thanh niên này chăn nhiều bò vậy? Trời, mình tưởng mình là nuôi bò nhiều rồi. Cái thanh niên này nuôi còn nhiều bò hơn mình nữa. Hắn còn cưỡi bò nữa kìa. À ha, hết cưỡi rồi. Oh, như đây là cũng hơi bị nhiều thịt mình mang về mình ăn trong thời gian dài á nha. Ok, mình sẽ đi cướp bò của thanh niên này. Đi cướp bò. Mình sẽ sử dụng cái năng lượng của mình. Đấy, lượng một phát. Một cái đống bò ngậm luôn. Ý, ta hồ lấy thịt bò mang về ăn. Ủa, mấy thanh niên này chống cự hả? Chống cự là bụng bự nha. Ôi, hắn nuôi bò dưới hang à, hay nhờ. Cũng khá là giống cách mà mình nuôi bò ấy. Mình cũng hay nuôi bò dưới hang. Để mình xuống dưới hang coi coi còn nhiều bò không. Sẵn tiện mình tặng bò vài cái hơi thở rồng độc của mình. Hết độc đi. Oh, hết rồi. Ủa? Ui, dưới này không chỉ có bò đâu mà còn có rồng nữa. Ôi nhưng mà mình đã bị dính cái hiệu ứng bóng tối rồi. Ủa, hiệu ứng stress rồi. Mình phải đi lên mới được, ngủ một giấc. Hoặc là mình kích hoạt cái đèn hiệu rồng rừng lên á, thì may ra mới khắc phục được tình trạng này. Ây da. Ok, giờ thì đợi cho hết stress rồi mình sẽ bắt đầu đi xuống dưới và chiến đấu với rồng thôi. Đầu tiên mình sẽ kích hoạt cái năng thợ săn lên. Bữa nay thì mình có thể kích hoạt thợ săn ở dưới hang luôn rồi đó. Đâu ta, cái lỗ nãy mình đào đâu rồi? Ngay đây. Ồ, đây là một con rồng rồng xám. Ok, nhưng mà nó hơi lắc nha, mình đào nó không mất block nè. Rồi, kích hoạt kỹ năng thợ săn lên cái đã. Và sau cùng là kỹ năng tăng tốc độ đánh. Rồi, dàn kỹ năng của mình đã chuẩn bị xong. Giờ thì có thể xuống dưới và chiến đấu với con rồng này rồi. Ôi, nhưng mà bị lắc. Ok, mình bị lắc, block không đào xuống được. Trời, mất hết một nhịp. Đây, nhưng mà không sao. Đánh nó một cái. Trời, ôi, nó chống cự được rồi. Yêu. Ai. Ủa sao con rồng này mạnh vậy? Trời. Wow, tí nữa thì đi rồi. Hơn là mình có vật tổ trường sinh. What the hell? Cái gì mà mạnh như vậy? Trời, đó là khi mà chúng ta lỡ chọc giận một con rồng ngàn năm ở dưới hang là vậy đó. Hay là do giáp mình yếu ta? Nhưng mà phải công nhận con rồng này mạnh thiệt. Bộ giáp mình nó cũng 10 giáp, cũng đầy giáp chứ bộ. Một xíu mình phải cẩn thận hơn mới được. Trước khi đánh rồng mình sẽ ăn táo các thứ đồ vô, chứ không thôi như vậy là toang ấy. Giờ tới chuyên mục quan trọng hơn, đó chính là lốt xác rồng. Để coi coi với con rồng này thì nó sẽ rơi ra cho mình bao nhiêu cái vảy đây ha. Mình sẽ lốt từ cái bụng nó trước. Để coi coi. Oh, rất là nhiều luôn. Cái này là nhiều hơn một stack rồi. Có thể là một stack rưỡi đấy. À không, chỉ có một stack và 16 vảy thôi. Như vậy là cũng khá là ok rồi. Mặc dù đánh con rồng ngàn năm nó hơi nguy hiểm thiệt đó, nhưng mà đánh đổi lại mình sẽ được nhiều vảy hơn những cái con sống ở trên mặt đất. Cái vùng biển này sao nhiều lăng quăng dữ ta. Oh, đằng kia con bự cho bá lửa luôn kìa. Đó vậy còn có một ngôi làng dưới nước hay sao á. Chưa, để qua đây mình sửa cái con lăng quăng chả bá lửa này trước cái đã. Bằng một cái phi tiêu rồng của mình. Ui, nó chịu được một cái phi tiêu rồng của mình. Hơi thở rồng mình đọc thì sao? Chà, nó trâu phết đấy. Nó chịu được một lúc từ hơi thở rồng độc của mình luôn.
Rồi, và như vậy thì mình đã hạ được nó và lấy được khá là nhiều vảy cũng như là răng nanh. Bây giờ thì mình sẽ lập tức bay qua chỗ này. Ô, để coi coi Leviathan có chiến đấu với cái con lang quăng này không nha. Tại vì sống chung vùng biển mà. Coi coi có cắn nhau. Ô, thân thiện. Leviathan thân thiện với mấy con lang quăng này à. Nhưng mà mình thì không đâu. Mình sẽ xử bắn nó bằng những cái phi tiêu của mình. Ăn phi tiêu nè. Lậm nó liền. Mà tiếc quá, bữa nay không có mưa rồi, sao mà thuần phục được đây. Giờ thì khám phá khu vực này trước rồi đã. Cái này giống như là Atlantis vậy đó. À, một cái hệ thống giống như là một ngôi làng ở dưới đáy biển vậy. Trong này thì có dấu đồ không? Không có dấu đồ. Nè, đây là một ngôi nhà nè. Ui, nhưng mà mình hết oxy mất rồi. Thôi, có dịp thì mình sẽ trở lại đây sao. Chỗ này có cả đống san hô xung quanh luôn, nhìn đẹp ghê luôn á. Ok, một dịp nào đó thì mình sẽ quay trở lại đây sớm thôi. Ủa, còn phía bên đằng này. Ê, thêm một cái tổ rồng nữa. Hỉ. Ồ, tính ra mình có thể tìm tổ rồng khá là dễ bằng cách là ra biển nè. Được quá ta, nhưng mà giờ mình cần phải ở đây để hồi phục lại cái đó. Hồi nãy bị rồng ngàn năm đánh một phát tởn rồi. Không có ý y được. Mình đã bóp xong đầy đủ tất cả các hiệu ứng rồi. Bây giờ đã có thể xuống dưới và chiến đấu lại rồi đó. Lần này là chắc cú hơn nha. Đầu xuống dưới trước. Rồi, gồng đâu, gồng đâu. Đánh đồng liền một cái nè. Bây giờ mấy con rồng ngàn năm kiểu nó ăn cái gì mà nó khỏe dữ không biết. Bữa nay mình gặp hai con rồng mà kiểu có sức mạnh vượt trội hơn so với những con rồng mà trước đó mình gặp luôn á. Nó cắn mình thì úi dồi ôi luôn. Gần như là lúc nào mình cũng phải mất một cái vật tổ trường sinh thì mới có thể hạ được nó. Rồi, và lần này thì nó vẫn cho mình khá là nhiều vảy. À, một stack mấy vảy luôn. Ok. Hay là một xíu mình chơi cách hơi lạnh xíu đi, là mình bắn lén thôi. Bắn gì nè? Đứng từ xa mình bắn thôi. Chứ áp sát áp lực quá à. Kìa rồi, một con rồng đỏ nữa. Thôi mình tới. Ui ui, nó dưới mình. Ai. Ui. Ouch. Hình như mình mới bị con gà chơi đồ nó chửi một phát cái là bị choáng cơ. Wow. Ngoài rồng lửa ra còn có con rồng sấm sét nó dí theo mình nữa. Đâu nữa vậy? Trời ơi, bên này cũng con nữa. Một ngày bất ổn của mình. Mình sẽ không chịu thua đâu. Ngươi định ám sát ta hả gì? Hít hơi thở độc của ta đi. Mình đang đẩy đùa nó bằng hơi thở độc. Ui, và bây giờ có vẻ nó trâu hơn rồi. Nó chịu được khá là lâu từ hơi thở độc của mình luôn. Năng lượng rồng của mình thì không còn nhiều. Mình sẽ đợi cho nó hồi lại rồi mình sẽ tung thêm một đòn nữa. Hy vọng đòn này có thể kết liễu được nó. Ui, nó né được. À, nó bay lên bay xuống để nó né đòn mình ạ. Lần này thì nghĩ né. Yes. Nhưng mà đánh nó lại mình lại mất thêm một cái vật tổ trường sinh nữa rồi. Trời ơi, bọn rồng bây giờ quá là mạnh rồi. Mình chỉ cần bất cẩn thôi là mình có thể bỏ mạng bất kỳ lúc nào đấy. Ăn vô kẻo một con khác nó nhào tới nó úp sọt nữa là mệt á. Ui, vừa mới nói. Con nhỏ này đinh úp sọt mình thấy gì nè. Này thì nhỏ Tarantula. Thôi lút xét con rồng này rồi. Về nhà thôi, mình nghĩ như đây là đủ rồi đó. À không, không đủ đâu, có 5 vảy là không đủ đâu. Đi tiếp thôi. Đằng kia hồi nãy mình thấy có hai con rồng nó dí mình đó. Để mình qua đó mình kiếm nó, mình dí lại. Bữa nay mấy con này láo thiệt chứ. Kìa, ở đây có con cầm sấm sét nè. Bắn phi tiêu từ xa. Một hit. Rồi thốn rồi chứ vậy. Chạy à. Bay qua đây. Mình sẽ dùng hơi thở rồng độc của mình. Phun độc nó. Ui. Xong rồi phi tiêu. Phi tiêu hộp nhưng mà không sao, mình có thể cận chiến đó. Căng nha, con này mạnh á. Con này mạnh đó. Phải cẩn thận hơn mới được. Giờ mình đã không còn vật tổ trường sinh để có thể thế mạng rồi. Nhưng mà đây là rồng sấm sét, không phải mình cần lắm, mình cần rồng lửa hơn. Nhưng mà vẫn cứ lút thôi. Có vảy mang về là quý rồi. Cái gì, nó còn không cho được cả vảy rồng cơ. Vô lý. Nó bịp mình rồi. Còn con rồng kia hình như nó vô làng hay sao vậy? Ừ, nó định vô làng ăn thịt dân làng. Đâu vậy? Thêm một cái phi tiêu nữa.
Mấy con rồng bây giờ gian manh quá đi. Cắn thiệt. Ui đằng kia còn con nữa. Mà thôi con rồng đó con rồng bịp á. Hạ nó xong nó không cho mình vảy gì hết trơn. Rồi rồng này không bịp nè. Cho mình 24 vảy. Khá là tốt. Mình tính sơ sơ là mình đã đủ số lượng vảy rồng rồi đó. Nên là chắc mình sẽ trở về nhà thôi. Về nhà sau chuyến đi này thì công việc đầu tiên của mình là mình sẽ lấy toàn bộ số vảy rồng ra. Để nén lại thành những cái khối vảy rồng trước ha. Đầu tiên là 9 khối nè. Kế đến là được 11 khối. Ồ vậy là dữ rồi. Nhiêu đây thôi là mình thấy đủ rồi đó. Thành quả sau một ngày đi săn rồng vất vả là như vậy nè. 1, 2, 3, 4. Ồ, còn thiếu một khối gạch rồng nữa. Không sao, một khối thì mình vẫn sẽ làm thôi. Đây, nhét vào. Tan tan. Như vậy thì sắp tới mình đã có thể bắt đầu luyện được thép rồng rồi. Quá là đã luôn. Số 7 còn lại thì mình sẽ cất vào thôi. Nói chung thì cái chuyến đi săn rồng bữa nay á, thì suýt nữa là mình toang rồi. May là có những cái vật tổ trường sinh lút được từ cái chỗ của cái bọn quái vật trong nhà thờ. Không là bữa nay mình khá là vất vả đấy. Sắp tới thì chỉ cần rồng con này lớn lên là mình có thể nhờ để luyện ra những cái thép rồng cực mạnh và nâng cấp vũ khí cũng như là áo giáp, để có thể chống lại những cái con rồng ngày càng mạnh ở ngoài kia ha. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trên các hành trình phục thù những cái con rồng mạnh đó. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.